Trời Tí ơi, mày đừng dí nữa mà Tí ơi. Mày đứng lái chết tao. Tí. Trời ơi Tí ơi, Tí. Mày. Trời ơi Tí ơi Tí. Chạy, mày chạy chết tao. Tí. Trời ơi, tao có ăn cắp con gà tao đâu mà mày dí hoài vậy. Tao mệt chứ mày. Tao cũng mệt vậy. Mày đừng có chạy nữa. Thì mày đừng dí tao không chạy. Mày đừng có chạy tao không có dí. Thì bây giờ mày đừng có dí nữa, tao đứng nè. Không dí nữa mày. Đứng đi mày. Ai mà ăn cắp con gà của mày mà mày dí đâu, mày đánh từ sáng giờ vậy Tí. Trả con gà cho tao. Tao không có lấy. Mày lấy chứ mày lấy chừng á. Trời ơi trời, tao lấy con gà của mày đâu ra mà tao lấy con gà của mày. Mày im đi. Chỉ có mày mới biết con gà của tao ở trong nhà tao nó ở đâu, nó vị trí nào. Không mày lấy thì ai lấy. Trời ơi Tí, Tí mày vô tri quá Tí. Con gà ở nhà mày, mày về nhà mày hỏi đi, mày hỏi tao. Mày lấy con gà của tao bây giờ mày khai ha. Tao nói cho mày biết con gà của tao trị giá là 100 chai lận nghe chưa. Cái gì? 100 chai? Ừ. Bây giờ mày lấy con gà của tao là mày lấy 100 chai của tao đó. Con gà đó mà 100 chai chứ sao nó vậy. Nhưng mà tao không có lấy thiệt mà. Mày khỏi nói nhiều nữa. Nhìn cái ánh mắt của mày là tao biết mày lấy chứ mày hết. Ánh mắt gì? Cái ánh mắt thèm muốn. Mày thèm muốn con gà của tao lâu lắm rồi chứ gì. Trời ơi Tí ơi Tí, tao với mày là bạn bè, là chia kỹ. Động cơ nào, nguyên nhân nào tao ăn cắp con gà của mày? Mày hỏi động cơ ở đâu hả? Động cơ là vì tiền nha con. Cái gì? Mày không ăn cắp con gà của tao. Tiền đâu mà trả cho bà Sáu. Ê. Có không? Tiền. Mày chết tiền. Cha mày. Ê không phải. Mày. Đấy. Trời ơi tiền đó là Tí. Thiệt là tao có trả tiền cho bà Sáu nhưng mà tiền đó là. Tiền ở đâu? Tao bây giờ mày có giết chết tao con gà cũng không có lòi ra nữa Tí. Mày. Trời. Tèo ơi. Tao lại. Tèo ơi. Mày trả con gà cho tao đi. Cái gì vậy Tí? Mày không trả con gà cho tao, chiều nay tao chết chắc luôn. Chết cái gì? Tao vô độ chiều nay rồi. Tao bắt vô kèo rồi. Mày bắt kèo với ai? Ông Chính Sẹo. Ông Chính Sẹo nổi tiếng với cái xóm này mà giang hồ thứ dữ á. Mày đụng tao không chi. Trời ơi, bây giờ tao ký giao kèo rồi, tao quỷ kèo cái nó cắt gân chân gân tay tao đó. Trả cho tao đi. Nhưng mà mày bắt kèo nhiêu? Có nửa cái ruộng của má tao à. Nửa cái ruộng? Chết rồi. Ủa? Em chào anh Chính. Anh Chính ơi! Anh Chính đâu? À, thằng khốn nạn! Chết tôi rồi! Tí! Làm gì tự nhiên hồi đây khóc vậy? Ủa bán hết gà rồi sao mà đem này ra đây để làm gì vậy? Gà đâu mà bán nữa. Mất con gà rồi. Mất con gà? U là trời ơi, cái dân mà đi đá gà mà mất con gà là giống như cái kiểu là ngày mai mà mày lấy vợ mà mày bị mất cô dâu vậy đó. Mày điên hả? Con gà của tao mà mày dí cô dâu. Nó gửi vợ tao luôn đó, bà nội bà ngoại tao luôn với cô dâu. Cái gì cô dâu? Trời ơi, thằng này mày bệnh dữ lắm rồi nha. Tao nói thiệt với mày á, mày nâng nó lên là người yêu là tao thấy là dữ lắm rồi. Mà mày nghĩ sao con gà nó là vợ mày? Ê! Mà mày đá gà là mày toàn là gà trống không mà mày cho nó làm vợ mày, không lẽ mày bd ta? Kệ tao, tao bd cũng được nữa, miễn làm tao vui là được rồi. Mày... Cái gì mày? Cái gì? Mày. Tao không ăn cắp à? Mày chuyên đi thu mua gà ở trong xóm này. Đúng rồi. Mày có thấy thằng nào lấy con vợ của tao đem bán cho mày không? Con vợ của mày là Con vợ của tao, để tao diễn tả cho mày con vợ của tao á. Là ai? Mày chưa có vợ mà. Là con gà của tao đó con điên. Ừ con quên. Con gà của tao á. Con gà. Cái gì? Con vợ của tao á. Con vợ. Cái đuôi của nó màu đen. Mày chưa có vợ mà cha. Con gà của tao đó con điên này. Nói nãy giờ không hiểu. Rồi hiểu. Con vợ của tao á, cái đuôi nó màu đen. Là con gà đúng không? Chắc tao quăng mày xuống sông quá. Thì mày nói con gà đi, mày nói con vợ tao liệu. Con gà con vợ của tao á. Rồi. Cái đuôi nó màu đen. Cái đuôi màu đen. Có một chút màu trắng. Chút màu trắng. Cái đầu nó màu đỏ, có một chút màu vàng. Cái cánh nó màu cam, có một chút màu nâu. Và đặc biệt là cái mỏ của nó, cái mỏ của nó giống như cái mỏ mày bây giờ vậy nè, y chang luôn á. Mỏ tao sao? Nhọn á. Tao nói mày nghe nè, cái mỏ tao nó nhọn á là tao đã không nhìn thấy, nhưng tao có thể nhìn thấy cái mỏ nhọn của mày. Và tao xác định là tao có bán một cái con gà mà mỏ nó nhọn y như cái mỏ của mày. Giống con mỏ tao y chang. Không lẽ nuôi lâu nó giống tao? Nhưng đâu mà... con gà đó đâu? Con gà đó ở đâu? Thì tao bán cho bà Sáu, nhưng mà tao nghe nói là bữa nay bà làm đám giỗ đó. Chết tao rồi. Cái gì? Mày đứng lại. Mày đi đâu? Cái gì? Đứa nào bán gà đó cho mày? Đứa nào? Thì tao thấy thằng Tèo nó ôm đi bán thì tao mua luôn. Trời ơi, cái thằng khốn nạn chơi với bạn mà nó hốt con vợ bạn là thằng khốn nạn rồi. Đó, mày đi đâu á? Qua nhà bà Sáu. Mày đi qua chi? Lấy con gà tao lại. Mày nghĩ sao vậy? Tao nói mày nghe nè, mày bình tĩnh đi. Mày con gà đó nhiêu tiền? 100 chai của tao đó. 100 chai? Ừ. Bây giờ mày phóng qua đó, mày hớ rớ ra hả? Bả không bao giờ cho mày chuộc con gà đó 100 chai, phải hơn 100 chai đúng không? Đúng không? Vậy giờ đó làm sao? Tao là cái người bán cái con gà đó cho bà Sáu đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ tao sẽ đi qua đó tao chuộc cái con gà cho mày. Giỏi lắm rồi, 2-3 chai à. Hay quá. Mày đi giùm tao đi, mày gái chứ. Mày đứng đây tao đi nha. Mày đi cho lẹ đi. Mày giữ đàng hoàng nha, tao chuộc con vợ vậy cho mày. Đi nhanh giùm. Dạ, khá là vắng khách nha. Chị Sáu. Gì? Hồi xưa nói nghe nè. Gì? Chị ăn thịt vợ một tí chưa? Vợ một tí? Ừ. Ăn chưa? Mà điên lắm mày ơi. Sao? Tao lao tự nhiên. Chị là người ta chứ không phải là thú gì đâu mà đi ăn thịt vợ một tí. Ủa? Thì đúng rồi. Thì bởi vậy em mới hỏi là ăn thịt vợ một tí chưa? Ngon không? Mày điên quá mày ơi. Trời ơi, con này riết giống như mày coi 3 cái bộ phim mà bạo lực riết mày bị biến thái, biến chất hay gì á. Chị là người, nhưng mà nếu mà vợ của thằng Tí thì cũng phải là người. Nếu mà chị ăn vợ thằng Tí khác nào chị ăn thịt người. Úi trời ơi, làm như dễ ăn thịt người lắm á. Vợ thằng Tí là con gà đó. Vợ thằng Tí là con gà? Ừ. Ui là trời, vậy không nói rõ ràng lên. Con gà đó đúng không? Ừ. Hồi hồi. Ăn chưa? Vô đây rồi. Trời ơi, ngon không? Ngon nha, thịt ngon nha. Vợ một tí đậm đà ngon. Ủa, luôn. Nhưng mà làm cái món gì vậy? Cái đó là sẽ... Bà mới nói cái gì? Bà mới nói cái gì? Cái gì? Bà ăn thịt con vợ tôi rồi hả? Ăn rồi. Bà nuốt vô trong bụng bà rồi hả? Không nha, tao có lừa xương ra mà trước khi làm thịt nó là tao phải cắt tiết. Xong rồi tao phải trụng nước sôi, tao nhổ lông, tao lấy gừng, tao lấy rượu, tao tha nó lên cho nó thơm. Xong rồi mới... Như vậy là nó chết trong đau đớn này Sáu? Không có, nhưng mà nó thơm lắm em. Nó thơm hả? Nó thơm mà nó ngon lắm. Phải nói luôn, thịt vợ mày ngon quá. Thèm quá. Nó vừa dai mà nó vừa ngọt. Nó dai không phải dai nhách nha. Nó dai theo cái sớ thịt mà cái kiểu mà nó còn tơ á em. Ủa vậy hả? Ôi ôi, nó ngon từ thịt mà ngọt từ xương. Cái da nó giòn giòn. Ui em ơi, không bỏ được cái gì vậy mà bộ lông. Vậy là coi như là mình phải cắt cái tiết nè. Xong bắt đầu là mình lấy cái đó mình làm cái canh không ta? Trời ơi biết sai quá. Trời ơi, con vợ tôi mà bà phanh thay xẻ thịt ra. Con vợ tôi đã theo tôi chinh chiến bao nhiêu trận rồi, bây giờ chết tàn nhẫn quá. Không có. Con vợ còn gửi lại một di vật đây. Ôi ơi, thịt thì ngon mà tao nói lông nó mướt gượt rồi, nó đẹp quá, để dành làm cây viết. Giống không? Giống cái kiểu mà hồi xưa người ta hay làm vậy đó. Nhìn sang. Trả di vật của vợ tôi lại đây cho tôi nè. Bữa sau mà có nữa là đem qua cho Sáu nữa nha. Ê nói nghe nè, cái con gà bay nuôi bằng lúa nè, bằng ngũ cốc đúng không? Ăn cái thịt nó dai mà nó ngon lắm. Ủa nó không có một miếng mỡ luôn. Lần sau mà có đem qua đây á là phải lựa cái giống y như vậy mà phải được nuôi y như vậy nghe chưa? Lần sau cái đầu bà cái đồ biến thái. Trời ơi, con vợ tôi 100 triệu đó, bây giờ còn lại có 100 ngàn à. Còn có muốn một cọng lông. Gì sao? Sao bị gì sao? Có cái tiếng gì trong bụng Sáu á. Chắc là Sáu ăn nhiều quá, nó no, nó đầy bụng á. Chắc nó gái ở trong bụng Sáu hay sao? Em ơi, em ơi, em chết oan uổng quá. Trong giây phút chia tay, chắc chùm tim còn nguyên lời thề. Chắc tuy xa nhau muôn dặm trường, nhưng nhớ em hoài. Chia tay trong chinh chiến á. Không, em, anh không thể để em chết một cách vô duyên vô lý vậy được. Anh sẽ báo thù cho em. Anh sẽ trả thù cho em. Hãy đợi anh. Đợi anh. Trời ơi, sao ơi. Cái thằng điên hả? Nó bị điên là tại vì cái con gà 100 triệu mà Sáu ăn kiểu đó, nó phải điên thôi. Cái gì? Ừ. 100 triệu? Thì gà nòi, gà chiến của ổng mà. Hồi nãy nó ngồi đây nó nói 100 triệu. Sao tưởng nó đau lòng của nó điên, nó giỡn. Ai về em xác nhận lại là 100 triệu. Chết rồi. Hả? Cái gà dễ sợ. Tính lơ lơ hả? Nói nghe nè, sao mặt mày bầm dữ vậy? À, mày mới bị má mày quánh đúng không? Má nào đánh? Thằng Tí nó giọt tao đó. Thì cũng tại mày á. Thì tự nhiên ai biểu đi ăn cắp con gà của nó, rồi mày bán con gà đó cho tao, tao đem tao bán cho bà Sáu, nó giọt mày là đúng rồi. Mày bị cái gì vậy Thắm? Con gà tao bán cho mày là con gà trống của nhà tao chứ đâu phải con gà trống của thằng Tí. Thì tao đâu có biết là con gà trống của nhà mày hay là con gà gì của thằng Tí. Thì nhưng mà tao biết là mày ăn cắp con gà. Mày nói cái gì vậy? Tức là tao có ăn cắp con gà, nhưng mà con gà đó là con gà trống của má tao, chứ tao bán cho mày là bán con gà trống của má tao chứ không phải là con gà trống của thằng Tí. Ủa? Chứ mà nhưng mà chốt lại là mày cũng vẫn là một cái thằng ăn cắp. Nhưng mà tao không ăn cắp con gà của thằng Tí. Bây giờ tao làm sao biết được con gà nào gà của thằng Tí, con gà nào là con gà của má mày? Nè, nhìn đi, thấy gì không? Cái lông gà. Nè, rồi nhìn đi, thấy cái gì không? Thấy mày bị bầm. Là nè, ăn cắp con gà nhà mà bị người ngoài đường đánh. Mày thấy không? Mày thấy tao khổ chưa? Thêm cái nữa nè, cộng lông này mới là cộng lông gà của thằng Tí nè. Nó kêu tao đem về, để cộng lông gà lên thờ 49 ngày cho nó nguôi ngoai, nó quên đi cái nỗi buồn của con gà. Nếu như mà nó không quên á thì nó bắt tao thờ 100 ngày. Tới 100 ngày á mà nó vẫn chưa quên đi con gà của nó là mày biết, nó kêu tao thờ 1 năm, giáp năm mãn tang luôn. Mày thấy khổ chưa? Ê, vậy là cái thằng này nó rất là trung tình với con vợ của nó. Trung tình quá ha. Chứ sao? Trung tình quá, gà ở nhà tao đem bán hết, chưa đủ tiền đền bù lông cho con gà nó nữa. Được chứ bây giờ rồi 1 cọng lông mày tính sao? Thì đó, bán hết đó, bán gà nhà hết. 1 cọng lông mà còn nguyên 1 cái con gà là mày đền bằng cái gì? Ủa thì về bây giờ về kêu má bán nhà, bán ruộng, bán đất, bán hết đền cho nó chứ giờ sao giờ? Thằng tao! Chết! Thắm ơi! Chết hả? Cái gì? Mày nói người tao một tiếng Thắm, Thắm! Chết! Thắm ơi! Thắm! Chạy! Thắm ơi! Thắm! Thắm! Chạy! Mệt quá rồi! Tao hứa đâu! Tao thờ 49 ngày! 49 ngày mà đủ hả? 100 ngày luôn. Mày là mỗi năm đi ra mộ con vợ tao mày tế bái cho nó còn không đủ tội của mày. Lý ra là tao tha cho mày rồi, mà tại vì bà Sáu bà khoét vô nỗi đau của tao nên bây giờ tao phải qua tao khoét lại mày. Ê! Mày á, tao thấy mày làm quá à, có gì đâu. Thì bây giờ nó bán con gà cho tao, mà cái bà Sáu này cũng vậy á, đã ăn con gà của người ta rồi thì thôi đi còn bới cái lông lên khui vô cái nỗi đau của nó nữa. Bây giờ mày thích không? Ngày mai nè, ngày mai tao bán cho mày 1 đống gà đá luôn, được không? Mày im đi con bánh bèo. Mày là cái đồ tiêu thụ đồ gian á, mày tiêu thụ đồ ăn cắp. Mày cũng phải đi ra rồi đó, tế bái con vợ tao mỗi năm như nó luôn. Nhưng mà khoan đi, cái vấn đề này là mình chòm sớm mình giải quyết sao được không? Không có gì có thể giải quyết được nữa. Hôm nay là ngày tử tụi bay rồi, tụi bay phải chết. Trời Thắm, Thắm. Bây giờ mày có giết tao á thì ông Chính ông cũng giết mày à. Ông kiếm mày bữa giờ kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Kìa, ông Chính tới kìa. Ông Chính ơi. Đâu rồi, đây nè, ông Chính tính sao đây? Ông Bảy lớn hơn hai nốt, ông Bảy tính trước nè. Ha ha, gao nào sau nấy, gà nào tụi nấy ha. Mày chết với tao, mày chết với tao. Nè, phải không? Rõ chưa? Dạ. Trời ơi, vợ ơi. Cái gì? Mày kêu gì? Mày kêu gì? Em sống khôn thác thiên, em về để gặp anh đúng không? Em không nỡ xa anh chứ gì. Ơi Tí, Tí, tí. Cho em rờ vợ tôi một cái. Tí, tí. Giới tính mày linh hoạt hả? Con này là con gà trống. Bay, đây là con gà trống, còn bay là cái giống gì mà mày kêu đây là vợ? Đó là vợ con đó. Ê, đừng kẹp vô trong đó, chua vợ con hết. À, vậy tao đang ôm mới lường vợ mày hả? Nhẹ thôi, đau hả? Bay đau bằng vợ tao đau không? Bằng vợ hàng xóm, mấy hàng xóm đây đau không? Làm sao? Bay nuôi nó cái kiểu gì, mới nhốt cái kiểu gì, nó sống ra nó đã chết tất cả các gà trống xóm này rồi. Khoan. Vậy là vợ tôi còn sống. Còn sống à? Nó đá người ta chết chứ nó đâu có chết đâu. Chưa hết đâu. À, vợ tôi còn sống. À, vợ tôi còn sống. Giờ sống thì nghe đây, nghe kể tội tiếp đây. Nó đá chết gà trống biết chưa không? Nó đập tất cả các loài gà mái đây rồi. Đó. Vậy nên bữa nay ta đến đây, ta đại diện cái vong hồn các con gà trống bị đã chết và những con gà con bị con gà này đập không có thành quả, nó thành con gà ung đó. Về đòi nợ nha. Dạ. Bao nhiêu cũng đền, bao nhiêu cũng đền. À, chưa hết nha. Tất cả các con ngỗng đực và gà lỡ trống biến khỏi trái đất này hết rồi. Nó sợ con này quá cho nên mấy gà trống, mấy con gà con ngỗng cái bơ vơ, mấy con gà lỗi cái bơ vơ bị ổng đạp đâu có được đâu. Đền hết. Đền hết đâu. Hết. Dạ, trả vợ lại cho con. Đây. 300.000 hả? 300.000 trả liền. Mơ hả? 300 triệu. Con gà này 300 triệu hả? Ủa? Bay mới kêu đó con vợ giờ phải chở mà kêu con gà hả? Xin phép chú về. Rồi, vô đây hẩm. Rõ ràng ha. Tới công chuyện. Nè. Con gà vợ mình ha, vì 300 triệu kêu 1-2 là bỏ vợ luôn, kêu con gà liền. Bây giờ mày sao? Mày nói gì vậy hả? Xúc phạm danh dự của tao. Không biết gì hết. Đây không phải vợ con đâu, đây là cái gì á. Thôi không liên quan gì tới con. Rõ ràng. Bây giờ mày sao? Nè, tôi cảnh cáo mấy đứa nha, đừng nghĩ đâu mà hiếp nha, tao binh nó đó. Làm đi. Cái gì? Tao về phen này nè. Ôi chú nói kỳ chú. Binh làm gì tao? Mày hả? Vui lắm à nghe. Tám ơi, biết thế nào đón đường là đúng giờ đúng điểm luôn. Thế cái tình là sáng sớm chưa mần ăn cái gì hết, tao nói gặp là xui. Ủa sao kỳ vậy? Thâu tiền gì nữa nói luôn đi, đặng biết đặng đưa nè. Trời ơi, bộ cái mặt tôi có hãm tài hay sao? Mặt tôi ham tiền hay sao mà gặp là phải tiền hả? Chứ gì nữa, mỗi lần ông gặp tôi là bắt đầu ông dở cuốn sổ ra ông đứng không ghi. Mà hôm nay không có cuốn sổ ha. Vậy là hên rồi, không có thu tiền. Mà nếu tôi có thâu tiền rồi cũng cho bà con lối xóm, lo cho bà con lối xóm trong xã mình thôi. Chứ đâu phải là tôi bỏ của riêng tôi đâu mà. Thôi, hiểu lầm, bây giờ không có thâu tiền là vui rồi. Mà giờ chặn đường có chuyện gì không nói lẹ, nhanh gấp. Đặng còn đi chợ nữa mà thôi, trưa người ta dẹp hết à. Chưa nắm thông tin gì hết trơn hả? Thông tin gì nữa? Trời ơi trời, như vậy là chết rồi. Nữa? Trời ơi, là kể từ bây giờ, từ ngày mai là không được tập trung đông người nữa. Ủa mắc gì không tập trung đông người trời? Thì bởi vậy mới có chuyện. Rồi cái vụ rồi thí dụ không tập trung đông người rồi ngày mai sao tôi đi tập thể dục? Bởi vậy cái khổ là khổ chỗ đó đó. Mà nếu mà Tám không đi thể dục thì Tư sao? Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, tại em đó nên duyên mình rời ra. Nó nghe nè. Hồi xưa có làm lò mổ không? Này, tôi thấy ông đâm xuồng không mà ông lấy dao ông đâm tôi nó đổ ruột hết trơn rồi, đang hát bài này sọt qua bài kia cho nó vui vậy, cho nó bá không khí buồn bực vậy thôi. Nhưng mà nói nghe nè, thí dụ như ngày mới á mà mình không có tập được á, ở ngay cái chỗ mà câu lạc bộ vậy thì mình tập ở nhà không bình thường. Tôi thấy cái chuyện nó bình thường lắm. Thì cái tập ở nhà thì ai là không biết điều đó, nhưng mà nó vắng, nó buồn lắm nè. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Già mà kỳ lắm nha. Có gì đâu kỳ. Nói gì mấy đứa nhỏ nó phân bì. hiểu không? Ý ông nói là ông tập ở nhà ông không có tôi cái ông nhớ tôi đúng không? Sao biết hay vậy? Nhìn cái mặt ông biết rồi. Nói về mấy đứa nhỏ cười về mình già mà còn tỏ tình nữa hả? Còn yêu phải không? Tình yêu không phân biệt tuổi tác, ở dạng tuổi nào yêu theo dạng tuổi nấy. Yêu để sống, mình yêu để mà yêu chứ. Thôi vậy đi, nhưng mà thôi bây giờ tôi đi chợ đi, nó nhiều quá mệt quá, thì không tập trung thì không tập trung có sao đâu đúng không? Mà rồi, bị... rồi khẩu trang đâu? Khẩu trang? Ủa sao mới giờ tôi không đeo khẩu trang hả? Trời ơi, may mắn đi chợ ha là chỗ đông người mà không có khẩu trang là 2 triệu. Vậy? Cái gì mới có mấy bữa tôi nghe có mấy trăm ngàn giờ lên 2 triệu. Trời ơi trời. Bây giờ mà quy định mới là gì? Dịch nó lây nhiều quá, cho nên người ta phạt 2 triệu để cho mọi người cảnh giác, sợ cái vụ 2 triệu mà luôn luôn khẩu trang ở trên mặt. Hiểu không? Mà nhà hết rồi, hết khẩu trang rồi. 8. Hả? 8. Tôi 8 nè, 8 nè, tôi 8. Ở nhà khẩu trang hết rồi, tại sao không nói với Tư? Có gặp đâu, nói với Tư, bây giờ mới gặp Tư. Không mấy giờ lỡ ra ngoài đường rồi cho mượn 2 triệu đóng phạt được không? Không khỏi. Luôn luôn ở bang ở bên mình, biết thế nào là nhiều người cũng không ý thức cái này, quên chứ phải là không ý thức. Mới quá chưa có thích nghi kịp. Để coi thấy không, một cả bịch luôn, rồi ai không có là 8. Rồi 8 ơi, cưng không? Thấy đẹp hẳn lên nữa đó. Nhưng mà khẩu trang hơi nhỏ nha mà. Nè, phải cẩn thận nha. Người ta đó cẩn thận 1, nhưng mà 8 cẩn thận tới 10. Ủa sao kỳ vậy? Là vì cái con đó đó nó hợp với cái... À, ý là nó hợp với mấy người có da có thịt như vậy. Cái đó là 8 nói cho tôi không dám nói. Thôi được rồi, cảm ơn cái khẩu trang đỡ tốn 2 triệu. Với lại nhắc nhở tôi bảo vệ sức khỏe. Mà thôi bây giờ tới giờ tôi đi chợ rồi. Cái gì nữa? Không hờ không? Thôi cũng được đi, để tôi đem tôi cho. Ví dụ như có ai mà quên như tôi cho. Đúng. Tôi chết rồi. Hả? Cái gì vậy? Chết rồi. Cái gì? Chết rồi Tư ơi. Không được rồi, không được rồi. Tôi cái gì vậy? Tôi gấp lắm, tôi đi nha. Nè 8. Trời ơi, con người lúc nào cũng bộp chộp, cũng vội vã, nhưng mà đáng yêu. Trời ơi. Nè, anh coi đi. Đó, xấu mặt chưa, bây giờ không biết đường nào mà chui xuống nữa à. Chui ở đâu không chui, tự nhiên chui ở đó à. Coi rồi, biết chuyện hết rồi. Mà thực tình cũng biết đâu xui dữ vậy. Tự nhiên đang yên đang lành, hai đứa đút cái đầu vô cái rạp xiếc nhỏ xíu à. Không đeo khẩu trang nữa, cùi đùa giỡn. Rồi bây giờ đâu biết ở trong đó có bị vậy đâu. Mà cũng tại em hết chứ tại ai. Bây giờ la. Ủa mắc mới gì tại em? Tự nhiên đang yên đang lành, tự nhiên anh ơi em muốn ôn lại kỷ niệm tình yêu ngày xưa, xong rồi rủ anh vô ngay rạp xiếc nắm tay, hai đứa hôn hít trong chổng để ôn kỷ niệm. Muốn ôn kỷ niệm tình yêu á, hâm nắm tình yêu á, thì bây giờ mình ra quán nghe bà Tám đi, mình ngồi mình nhậu, mình xỉn, mình tê tê, mình kể lại cũng vui vậy. Cần gì phải cắm đầu vô cái rạp xiếc nhỏ xíu vậy? Anh khùng hả? Tự nhiên hâm nắm tình yêu mà đi vô quán nhậu nhậu là sao? Hâm nắm tình yêu phải đi vô rạp xiếc chứ. Thì anh nhớ hồi xưa đó, mình đi vô rạp xiếc lãng mạn quá trời luôn. Với lại em cũng xin má là đi coi xiếc rồi, em không có nói dối má được. Thì bây giờ sao la anh? Lỗi là lỗi của em không với ai. Trời ơi, dắt vô đó rồi hai đứa nắm tay nhau còn hôn mít, bao nhiêu cái con vi rút nó vô người hết rồi còn gì nữa. Bây giờ la anh là la làm sao? Bây giờ tao mới la tụi bay nè. Ôi là trời, trời ơi, con ơi là cái ơi. Bú ra. Tránh sang bú ra. Má bình tĩnh. Không đủ, phải xa 2 mét. 2 mét mới đủ cái khoảng cách. Má ơi, tụi con chắc dính rồi má ơi. Thôi tụi bay khỏi nói. Dính thôi, là bây giờ chắc. Con biết lỗi rồi, bây giờ đã nghe thông báo được hết rồi. Thôi để con lên con khai báo y tế đi mà, con cách ly. Không có được đi đâu hết. Bắt đầu từ bây giờ má kêu tụi bay ở nhà, không đi đâu hết. Ủa? Được, phải đi lên khai chứ, bây giờ người ta đang truy vết kìa. Nếu mà không á là biết nhà mình là có như vậy thì mình phải đi khai người ta để... Trời ơi, đứa nào mà đi ra khỏi cái nhà này ta đập cho què giòn hết chứ. Bây giờ tụi bay mà lên tụi bay khai báo cái bắt đầu á ha, thiên hạ tao nói đi qua đi lại giờ mỗi nhà mình nói trời ơi một ổ dịch, người ta kỳ thị, người ta miệt thị, người ta xa lánh, nói chung là bao nhiêu cái gọi là nói chung là không có đi đâu hết á. Chứ bây giờ không phải làm sao cách ly ở nhà. Kể từ bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập 14 ngày. Nếu như sau 14 ngày khỏe mạnh bình thường không gì hết thì tao mở cửa cho đi. Còn không cách ly tiếp. Trời ơi vậy là má nhốt hai con ở cách ly tại nhà 14 ngày luôn hả? Phải, ăn ở đây, ngủ ở đây. Nói chung là cái gì cũng phải ở đây, sinh hoạt ở đây, không được bước ra ngoài đường một bước. Ôi, bước ra chặt cái vậy cho con khoảng 2 tiếng đồng hồ đi con chị... chạy ra con mua đồ ăn cho mấy con gà đá con chứ không mấy là nó chết đói chết. Khỏi. Gà nó đói thì cho nó ăn lúa. Mà nội bất xuất ngoại bất nhập là má cũng không đi ra chợ luôn. Mấy con gà đó sẽ là lương thực, thực phẩm sắp tới của mình. Ôi, không có được má. Trời ơi, những cái con vật mình yêu thương vậy không được ăn thịt. Thôi đi con đem qua con gửi chú Tám cũng được. Tại sao mày cứ đòi đi ra ngoài đường ngoài vậy? Bây giờ mày... Trời ơi, má nói rồi, hai đứa có dính dáng tới cái rạp xiếc vũ trụ đúng không? Dạ. Không được đi đâu hết, ở nhà đi, lỡ đi qua bên đó gửi mấy con gà mà lấy bệnh người ta làm sao? Không nói nhiều, không nói nhiều. Bây giờ quyết định cách ly tại nhà. Tụi bay mà đi đâu một cái ha, rồi á tụi bay dính, cái ta tiếp xúc với tụi bay tao dính, cái bắt đầu cái cách ly tao luôn. Cái gom hết lên đi cách ly, nhà cửa không ai coi, trộm nó vô nó guồn hết đồ luôn, phải không? Chứ bây giờ mày muốn sao? Muốn vậy nè, đeo vô, rồi chia ra mỗi đứa một cái. Mặc 24/24 cho má, cho dù ăn, uống, ngủ, nghỉ, vệ sinh. Anh, cho ăn cơm nè. Anh đi đâu vậy? Bên này nè. Ngồi đây, ngồi xuống. Sao tôi con mắt tôi nó mờ mờ, nó lòa lòa thế nào? Bữa cơm nay gồm có những cái món ăn nào vậy em? Cơm hôm nay ngon hơn hôm qua nha anh. Gì? Hôm nay có rau chấm nước mắm, chứ hôm qua là ăn mì gói không à. Sao vậy? Trời ơi, sao tôi muốn liệm dần dần vậy nè. Ê anh, cái kiểu này hả? Chưa chết vì bệnh mà chết vì ngợp, thiếu thốn lương thực thực phẩm. Trời ơi, em cũng chán muốn chết này rồi nè. Ngày sao nào cũng vậy từ. Ê có sao không vậy? Trời ơi anh, vậy sao em sống nổi à. Rồi em cũng không biết sao nữa. Ngày nào cũng, mà cũng về chắc em chết quá. Chết thiệt chứ không phải giỡn đâu anh. Không mấy giờ em lén má, em chạy ù qua nhà bà ba, cái nhờ bà ba mua đồ ăn cho mình, cái rồi em đem về, hai đứa mình ăn, hả? Em tính thoát khỏi căn nhà này hả? Thì em chạy đi chút xíu rồi em về chứ em đâu có đi lâu đâu. Giấc này má còn đang ngủ, không được. Bây giờ tranh thủ đi, anh ở nhà anh canh má cho, chạy qua bển, kêu dì ba mua giùm anh mấy cái cám với lại gạo cho gà ăn luôn nghe. Rồi đi đi. Em tranh thủ đi. Ê khoan đã. Hả? Cởi áo mưa ra, bận cái này ra đường người ta nghi liền. Đúng rồi. Ê, dừng tay lại. Cởi gì mà vội mà vàng, mặc vô cáo đàng hoàng má coi. Không có đi đâu hết trơn á. Đội cái nón lên này. Hai mày ngồi xuống. Ngồi xuống. Ta cũng ngồi luôn. Má ơi, má làm sao con chịu nổi cho con chạy thoát khỏi nhà, con mua một chút xíu lương thực thực phẩm rồi cho gà giết đồ nữa. Không có đi đâu hết trơn, không ra khỏi cái nhà này. Trời đã ơi. Má nói tụi bay rồi. Đang cách ly. Cách ly cũng cách ly vừa phải thôi chứ cái gì mà ép quá vậy. Đúng thiệt rồi. Tình má biết không? Má cho con mặc cái trang phục này bình thường nhiệt độ đã 35 độ C rồi. Quất cái này vô một cái nữa. Nó 70 độ C mà một ngày má bắt con đó, xong cái nồi nước sôi đó hai vợ chồng con úm nhau rồi chùm cái mền lại, một ngày xong 10 lần, thứ gì chịu nổi má. Ủa thì người ta nói rồi, cái con virus này nó sợ nhiệt độ cao, nhiệt độ càng cao thì nó mới chết. Trời ơi má muốn trụng hai vợ chồng con luôn hả? Thôi thôi không có nói nhiều, tụi bay con tao mày không có cãi gì hết trơn á. Ăn cơm lo ăn đi, có cơm sẵn đó mà ăn đi. Trời ơi cơm thì bà ăn rau không à, còn mấy ngày trước ăn mì tôm với cháo trắng không à, sao tụi con chịu nổi. Miễn gì có ăn vô miệng là được rồi, không có chết đói là được rồi. Người ta nói đói ăn rau đau uống thuốc, hiểu không? Trời. Nhưng mà má ơi, má cũng phải mua một chút lương thực thực phẩm chứ, ăn vậy hoài. Con á là mấy bữa nay là thấy cơ thể con khang khác rồi đó. Ôi sao mệt quá à. Đây nè má cũng cùng số phận với tụi bay. Tụi bay không được ăn đồ ngon, má cũng có dám đi ra đường đâu mà ăn đồ ngon. Thì tao cũng ăn bao nhiêu đó đó. Đương nhiên mình ăn thiếu chất là mình phải khát trong người. Bữa giờ má cũng thấy ốm rồi nè. Không phải, má không hiểu ý con rồi. Đợi nó lên, đợi nó lên. Để con nói cái câu này. Đợi cái nón lên, nó đi qua cái đường mồ hôi. Khổ ghê. Nè, má suốt ngày cứ bắt con vậy. Mấy hôm nay cách ly ở nhà, hai vợ chồng má cứ bắt chùm mền hoài. Ừ. Thì nó vui vẻ, thì chùm mền nữa không lại vui vẻ. Tạo nên bây giờ vui. Vợ con nó có một cái gì khác trong người. Đúng, có nghĩa là lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này má ơi. Cái gì vậy? Đeo khẩu trang vô, đeo khẩu trang vô, đội cái nón lên cho má. Ủa má, vậy sao má ăn ơi, cơm thoải mái được má? Tụi con phải ăn như má nè, tụi bay kéo khẩu trang lên đi tao mới ăn được. Nè, mình ý vậy nè, ví dụ mình gấp con tép nè, thấy không? Gấp con tép. Cực quá vậy má. Trời ơi, ăn như vậy thì biết chừng nào mà... Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Bây giờ phải đeo khẩu trang thì bây giờ còn cách này thôi chứ bây giờ biết làm sao. Cái gì? Đó, mình chừa cái mỏ mình ra. Bởi vì mày đeo làm gì nhỏ? Thì bây giờ ăn là phải bây giờ đeo vừa phải vậy thôi. Ôi là trời, thiệt luôn á. Đói quá rồi má, thiệt, sống cái này con chịu không nổi đâu. Sao? Đúng rồi đó má. Ừ. Má là má thương cho cháu của má nên má nhờ chú Tư á đi mua giùm cá nè, tép nè, thịt nè, rồi rau cải đồ nó các cái. Ăn như vậy ăn từ từ thôi. Trời ơi, gì? Con ăn luôn cái khẩu trang luôn rồi đó. Cái gì nữa? Má cho con tháo khẩu trang ra đi chứ chịu không nổi đâu. Không có được con ơi, con tháo khẩu trang ra rồi con virus nó bay ra làm sao? Ghê á trời. Đổi cái nón lên cho má đi. Nón được muốn chết luôn vậy. Nè nè ha, hàng xóm láng giềng người ta chưa có biết á, để người ta nghi ngờ một cái là người ta kỳ thị nhà mình chết luôn á. Mà sao má lùng được mấy cái đồ ăn ngon về hay quá vậy? Trời ơi, đã nói rồi, má nhờ cái ông Tư chị Mén không mua giùm. Tư chị Mén? Thiệt luôn hả? Ừ. Vậy hả? Biết sao không? Má đâu có nói gì đâu, má chỉ nói là má nhờ mua thôi. Má đâu có dám nói là nhà mình có người cách ly. Vậy cũng mặc cảm mấy cái đó. Thì đúng rồi, lỡ như người ta vô cái người ta nói nhà mình là có người nhiễm. Còn sao? Tiếp xúc này nọ, thôi phiền lắm. Ăn cơm đi. Thôi thôi thôi. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai? Không nhận ra hả? Không nhận ra hả? Ui! Ai? Ai? Ôi, chú Tư. Chú Tư, anh vô nhà tôi bằng cách nào vậy? Tôi đóng cửa kỹ lắm mà. Trời đất ơi trời, quên tôi là bộ đội sao? Trời ơi chú ơi chú, nhà con đang yên, đang lành, đang mọi sự bình thường. Chú ơi chú. Nè nè, anh Tư tôi nói anh nghe nè, nãy giờ anh có nghe cái gì từ mấy má con tôi á, anh làm ơn anh đừng có nói ra ngoài giùm cái nha. Người ta kỳ thị, người ta tẩy chay nhà tôi chết luôn á. Cái gì vậy? Mặc áo mưa rồi mới tới gần tôi nói chuyện. Ủa, tôi đâu có bị đâu, có mấy đứa này nó tiếp xúc mà. Bình tĩnh nghe tôi thông báo nè. Vụ gì bắt chú? Quả tang cái cặp mà trốn cách ly đó, bữa coi xiếc đó, hai đứa bay cũng đi coi xiếc, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Hai đứa bay dính rồi. Hai đứa bay là F1 rồi. Vậy là cái đứa kia nó F0 hả? Ừ. F0, F1. Ủa vậy tôi F mấy? F2. Ôi trời ơi. Rồi anh. Cái gì vậy? Tôi cũng là F2 rồi. Trời ơi, vậy là trời ơi, thiệt tình là cái cặp trốn cách ly đó là người ta bắt được cái cặp trốn cách ly đó là nó nhiễm F0 rồi hả? Đúng. Bây giờ con hai con là F1. Đúng. Má tiếp xúc với tụi con má là F2. F2. Đây cũng đâu có trốn được đâu, cũng F2 rồi. F2 luôn. Chết rồi, bây giờ cái bệnh này. Cái gì vậy má? Cái gì vậy má? Má bình tĩnh thôi má. Cái gì vậy? Má bình tĩnh. Má bình tĩnh. Cứ bình tĩnh đi. Má bình tĩnh. Vụ gì? Đi chặt nãy chú. Chuyện chi vậy? Mày đi quạ cái hình của con nhỏ này lấy dầu hôi chêm 4 cái chân giường đi. Trời ơi, cho ai? Dằn cái bụng rửa cái hình này nằm kiếm không có bu. Mày cho ai? Cho má. Cái gì vậy má? Cái bệnh này tôi nói anh nghe, cái con virus này nó thích mấy cái người lớn tuổi như tôi với anh, mà đặc biệt mấy người mập như tôi, nó ăn vô người dữ lắm. Trời ơi tôi chết rồi. Không có sao đâu. Phải lạc quan lên, phải tin tưởng lên. Không có cái gì đâu mà lo. Đúng rồi. Có y tá của phường xã lo rồi, đâu có gì đâu mà lo. Đúng rồi, có chú đây nói mà bữa lần đầu tiên con đã nói với lại má rồi, má cứ cản con hoài. Bây giờ vậy nè, có gì đâu. Bây giờ á, người ta cũng đã khuyến cáo rồi. Bây giờ là mình cứ lạc quan. Đúng. Ăn uống đầy đủ. Đúng. Thì bệnh gì cũng qua. Đúng. Bây giờ nếu mà mình bị á, mình khai báo y tế là có bác sĩ chăm sóc tới tận nhà. Có gì đâu mà phải trốn tránh kiểu này, đúng không chú? Thì bây giờ mình cách ly tại nhà cũng vui. Anh Mừng, cái gì mà hối dữ gì không biết nữa. Ai như mày đang nước sôi lửa bỏng chậm như ruồng bò. Lẹ đi. Sao? Làm bất con cá luôn. Vụ gì? Vụ gì mà anh Thối em chạy muốn xúc cái đá quần luôn á. Sao? Đang dầu sôi lửa bỏng mà mày chậm như rùi vậy đó. Dầu sôi lửa bỏng? Vụ gì? Nói em nghe coi. Đưa cho mày một cái tin rất quan trọng nè. Muốn lấy vợ không? Lấy vợ? Ừ. Lấy vợ thì có liên quan gì tới anh đâu. Mày vô duyên. Tao hỏi mày muốn lấy vợ không? Để tao giúp mày có được hạnh phúc. Hiểu không? Ôi trời đất ơi. Hôm nay anh giúp cho em tìm được hạnh phúc luôn hả? Còn cái gì nữa? Anh giỡn với em hoài anh. Tao rảnh ở không rồi đây giỡn với mày. Bao nhiêu công chuyện tao lo. Tao về tao cho vịt ăn, heo ăn. Ở đó mà giỡn với mày. Hạnh phúc gì đây? Nói chung là em cũng muốn tìm hạnh phúc nhưng mà giờ chưa tới lúc anh ơi. Chưa tới lúc hả? Trời vậy thôi. Chị coi như tao làm đi. Tao thấy để tao coi coi. À, thằng Hiếu xóm trên cũng được, cao ráo cũng giỏi giang. Ok ok, thôi được rồi. Rồi mày đi đâu mày đi đi. Được rồi, để tao kêu Hiếu ra đây. Ủa em xin lỗi nha, cắt ngang lời anh nha. Là ý anh nói là nãy giờ là anh đừng nói là anh định giới thiệu Út Lượt cho em nha, em gái anh đúng không? Đó đó. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, anh biết không, em thích Út Lượt dữ lắm. Nhưng mà Út Lượt đâu thích em đâu. Với lại gặp tía nữa, gặp tía của anh cũng đâu có ưa em đâu. Tao biết mày khoái nó, nhưng mà bởi vì tía của tao nên mày không có đến được đúng không? Thì bây giờ nè, tao giúp mày đến với nó mà không phải trở ngại bất cứ điều gì, mà gạo nấu thành cơm luôn. Ôi trời đất ơi, tức là mọi quyền hành là anh quyết định hết luôn hả? Tao quyết hết. Vậy bây giờ em phải gọi anh là anh rể luôn á hả? Vậy sớm vậy? Nhưng mà cũng khó lắm anh ơi. Em dùng hết mọi cách rồi, em cua Út Lượt, em dùng đủ cách hết trơn á. Tiệt chiêu nào em cũng xả hết rồi. Không có thằng nào ngu như mày vậy đó. Bao nhiêu chiêu vụ gái của mày đâu sao không đem ra? Hôm bữa đó, anh nhớ không, 8 tháng 3 nè. Em đi ra chợ, em mua hoa tặng cho Út Lượt. Em mua nguyên một bó hoa huệ em tặng luôn. Xong quá hả, bị đánh tan nát hết trơn luôn. Trời ơi trời, chuyện mày tặng bông huệ cho nó, tao không biết mày hỏi tao nhớ không? Rồi mà cố mai như mày á, đi tặng hoa cho ghệ mà tặng bông huệ, nó đánh mày. Trời ơi trời, nếu mà gặp tao rồi tao cũng ráng gồng tao nhận mày xuống đây nè. Mày điên đi cô ghệ tặng bông huệ. Bây giờ em đi ra tiệm hoa, em hỏi mua hoa hồng thì nó hết hoa hồng thì mua đại hoa huệ em tặng chứ biết tặng hoa gì đấy. Điên quá. Bây giờ ở dưới đây mình quá trời bông lục bình là mày không hái mày tặng nó, mày ngu quá. Bây giờ ở đây nè, tao chỉ cho mày luôn một cái luôn, tao làm cho mày. Bây giờ chỉ cần mày nghe lời tao thôi, được không? Là cái gì? Bây giờ tao sẽ cho mày gạo nấu thành cơm luôn. Gạo nấu thành cơm? Ê, anh nha. Tuy gia đình em hả cũng muốn con cái nó giỏi tông đường này kia, cũng muốn lập gia đình, chứ em không có muốn đốt cháy giai đoạn bậy bạ gì đâu. Tự dưng chưa gì hết thì nhào vô, kỳ lắm. Trời ơi trời, mày nói chuyện bữa nay tao nghe mày giống như con nhà gia giáo rồi, học thức rồi, ghê rồi, đốt cháy giai đoạn rồi. Văn nãy đâu hả? Mới coi phim mà hôm qua hả? Mày điên hả? Đốt cháy giai đoạn gì? Ở dưới quê mình bây giờ mới đám cưới là chuyện là đương nhiên rồi. Nhưng bây giờ tao giúp mày luôn nè. Gạo nấu thành cơm không cần đám cưới, nhưng mà vẫn trong phòng, vẫn có vợ, có con luôn. Anh chỉ em tao không? Muốn không được. Cách gì vậy? Chuyện đó tao lo, chỉ cần mày nghe theo lời tao thôi. Vậy bây giờ em phải cố gắng. Bây giờ em chạy 10 vòng đây, em chạy hết bờ mẫu này, em chạy 10 vòng như vậy. Anh thấy sao? Điên hả ba? Tự kêu mà lấy vợ, bộ kêu mà đi thi Olympic, tự nhiên chạy 10 vòng đi chi ba. Thì anh nói là gạo nấu thành cơm, thì bây giờ em phải chạy tập thể dục để em cho em cường tráng, em có sức lực nè, em có sức khỏe nè, em mới nấu thành cơm được. Mày đâu có cần chạy chi đâu. Bây giờ nè, theo cái mương này nè, mày bơi ra biển Vũng Tàu, mày bơi về mày khỏe rồi. Anh nghĩ sao đây, bơi ra biển Vũng Tàu bơi vô? Không có cần gì hết á. Bây giờ mày nghe là tao nè. Là giờ sao? Tao nói sao? Mày nghe vậy là mày sẽ có vợ rồi có con, được chưa? Quyết định vậy. Quyết định vậy. Trời ơi. Nhậu sớm dữ ha. Tía đâu anh hai? Tía đi coi ruộng giùm tao rồi. Rồi mày sẵn về là ngồi ăn cơm luôn đi. Trời ơi, canh tôi về bới cơm sẵn cho tôi hay gì vậy? Cái gì mà canh? Nãy tao tính là tía ăn nhưng mà tía quên là tía đi coi ruộng giùm tao rồi. Mày ruộng gì vậy? Mày sẽ sôi mối quá. Tía coi ruộng gì nay làm gì Tía đi coi ruộng nữa. Thì bên nhà mình vừa rồi trúng lúa đó, cái bà ba mới nhờ bà qua bà kêu bà nói là chỉ bà bí quyết gì ra tao không biết. Thánh thần ơi, trúng lúa là tui Tía mần không mà. Ông có mần được gì đâu bày đặt. Mày vô duyên cái chuyện của mày. Thôi bữa nay là sinh nhật của thằng Phi đó. Ủa vậy hả? Ừ, rồi sẵn đây là ngồi ăn cơm chung cho vui. À, hôm nay là sinh nhật của anh mà từ xưa giờ anh không có tổ chức. Đây là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật. Với lại sao? Với lại coi ông anh là bạn thân, có em nữa, cho nên là ngồi sinh nhật nó vui. Sinh nhật mà không muốn bánh kem gì trơn vậy anh hai? Bánh kem gì em, vậy là vui lắm rồi. Vậy hả? Rồi kem cái gì mà kem? Rồi gót tuôn chi vậy cha nội? Thì bây giờ sẵn ở đây là sinh nhật nó thì thôi mình chúc mừng nó luôn đi. Tao đã đãi nó bữa cơm được rồi thì không lẽ mày uống với nó biết không được mày. Con thần ơi, chưa chập khổ gì sớm vậy trời. Đúng rồi đó Út. Bây giờ sinh nhật ăn uống không thì nó không vui, bây giờ mình uống vài ly nữa nó mới vui. Miễn thôi nghe, tôi không uống được nhiều nghe. Trời ơi vậy vui rồi. Rồi thôi chúc mừng sinh nhật anh nha. Cảm ơn Út nha. Rồi. Chúc mừng sinh nhật quen nha. Cái rượu gì mà đắng dữ vậy anh hai? Rượu gì mà đắng mày? Rượu đắng nó nóng ngon chết vậy nó mới thông cổ họng này. Mày uống mà thấy sao? Thấy cổ họng mày sao? Đắng gần chết thôi, tôi không hút ham mấy nệm quên. Thôi ăn đi miếng đi. Trời ơi đâu mua nhiều vậy? Mày mua đây lại ở nhà vậy? Út, mấy hôm nay sinh nhật anh á, em uống với anh thêm ly nữa được không? Thánh thần ơi. Uống nữa đi. Vậy mới cũng cái gụp không có trời. Hồi nãy là bây giờ mình uống chung, bây giờ em uống riêng với anh ly được không? Từ từ cho ăn cục cơm cái đã, để uống vô hồi nó xỉn. Em tiếc với anh một ly luôn vậy á. Thôi ha, nè, giờ sẵn sinh nhật mày nè. Tao chúc mày á là thêm tuổi mới, thêm nhiều niềm vui mới, thêm có vợ ha. Có vợ rồi có con đàn cháu đóng ha, cho vui ha. Cảm ơn ông anh tôi nha. Ừ. Nãy giờ hoài mày. Uống với nó mấy đi. Út, anh hỏi thiệt Út nha. Cái gì nghiêm trọng lắm hả? Quan trọng lắm. Sinh nhật anh á, anh muốn hỏi em một câu thôi. Sinh nhật anh hỏi tôi chi trời? Thì nói chung là anh muốn hỏi em. Hỏi gì? Em có hết nít không? Nó khoái. Nít mà không thích. Ừ, nít mà không thích trời, anh cũng tưởng nít lớn lên chứ gì. Vậy em có muốn lập gia đình không? Chi sớm vậy trời, khùng quá là cha nội tự nhiên. Sớm mày già với bà thì sớm mày điên rồi. Trời ơi đất ơi, thôi đi ông quê, chưa ai rồi mà tôi ưng hết đó, tôi chưa lấy ông quê. Mày điên hả? Mày lấy chồng đi chứ, giờ mày già cũng chết rồi, mày giống như mà cái hũ bấm treo đầu giường không biết lúc nào bể nữa. Tôi đỡ không mà tôi còn lo được cho tía, ông suốt ngày ăn nhậu vậy hoài. Út có biết là cả cái xóm này Út là người đẹp nhất không? Biết mà. Biết vậy thì thôi anh mời Út một ly nữa nha. Ủa vậy là uống á hả? Thì anh muốn mời Út một ly á. Đúng rồi, nó khen rồi, uống đi. Cảm ơn nha. Lâu lâu mới thấy cái này nói được câu. Em uống nhấp môi không vậy Út? Trời ơi cái rượu này nó khó uống gì đâu ông ơi. Thánh thần ơi, rượu ở nhà tía đâu á. Mày điên rồi, mày nói gì mày thấy ghê là mày chê tía rồi. Rồi bây giờ kêu ăn hay là kêu uống? Vừa ăn vừa uống luôn, nhưng mà uống nhiều không ăn. Rồi ăn đi. Nhưng mà uống nhiều không ăn á. Mày ăn nãy giờ uống nhiều rồi. Uống đi mày ơi. Bây giờ tao cũng anh mày. Nhưng mà cũng đó giờ cũng không có được ngồi với mày tâm sự gì hết. Bữa nay sẵn sinh nhật nó cũng bạn thân tao. Rồi tao chúc mày mau sớm có chồng, có người thương mày, rước mày đi rồi mày ơi. Trời ơi, chưa hết thấy muốn đuổi tôi. Bởi vậy hai anh em mà không có ưa nhau không? Đủ gì mày ơi. Mày tới tuổi phải lấy chồng chứ tự nhiên cái đuổi mày. Em đừng có sợ say, bây giờ em cứ uống đi. Nhà em ở đây uống xong vô nhà ngủ thôi có gì đâu. Không phải bị biết sao không có ăn mà uống kiểu này chắc hồi mệt nhức đầu chứ không gì. Mày ăn rồi mà. Bây giờ mày sao? Mới chưa ăn gầu. Bây giờ mày uống thêm miếng đi rồi mày ăn. Tại vì sinh nhật của anh, với lại có bao giờ anh tổ chức sinh nhật gì đâu. Thì bây giờ em say với anh bữa đi có gì đâu. Rồi thôi nghe hết ly này thôi nghe, chứ tôi không được cái rượu này, tôi không quen ông ơi. Nói chung là say lên mình mới vui rồi. Vui thì mình mới ăn uống được nhiều mà mình mới có nhiều cảm xúc. Cảm xúc chi? Trời ơi gọi nè uống hỏi đi rồi. Sao? Em thấy sao? Trời ơi, cái này nhức cái đầu á. Nhức đầu hả? Tao thấy bình thường của mày, nhức cái đầu mày sao đâu á. Nhức đầu thì... Không ai ngồi chơi chút đi ha. Tôi vô tôi nằm cái rồi. Tại sao mày thấy sao? Thấy sao? Bình thường. Không không, nó nhức cái đầu á, nó nhức cái đầu á. Mày thấy xỉn ơi chưa? Xỉn chưa? Chắc nó xỉn hay gì không quên. Tỉnh hả? Lấy mặt bình tĩnh nha, mày quất ly nó coi. Thử coi phải không? Bây giờ thử ly nó đi chứ không say đâu. Anh nghĩ cái này rượu này không có say. Tao mới chỉ nha. Rượu này không có say đâu, em an tâm. Không có xỉn đâu, tin anh đi. Ly nữa thôi nghe. Em tin anh một lần đi. Thôi, mày sinh nhật nó mày. Tao anh hai mày, không lẽ nó sinh nhật nó tao anh hai mày tao mời, đại diện mời mày không muốn. Con này. Hết nổi rồi, hết nổi. Đi hết nổi á, đi hết nổi. Ngồi chơi, anh ngồi chơi nha, xin lỗi nha. Chứ sinh nhật mà không có vui thì kỳ quá. Chứ tôi vô tôi nằm cái rồi tôi tỉnh cái tôi ra chơi với anh ha. Đây anh dìu em. Được. Cái khúc này tôi còn tỉnh chứ uống hồ tôi xỉu á. Ngồi chơi chơi ơi, ngồi chơi. Mày ơi mày uống dở mày ơi. Rồi tôi thấy rồi. Rồi ngồi chơi đi, ngồi chơi. Út nhà Út đây mà. Đây. Mới bước lên luôn á, mới nhớ là mới bước cái giò lên nó thấy luôn. Ở đằng sau là cái chỗ nấu rượu, mày tính ra sao thử rượu mình mày phải không? Rồi thấy rồi, bước rồi nè, lần này là bước lên thiệt rồi đó nghe. Nó uống rượu còn dữ hơn tôi nữa. Mày đắt ra. Mày mở cửa rồi cái mày đi vô đó xong mày ra sao mày mở cái nhà tắm mày vô đó mày ngủ đi tao cười chắc tới tết luôn à. Anh Mận, bây giờ việc còn lại là của mày, mọi thứ tao đã làm xong hết rồi nghe chưa. Nhưng mà em cũng lo lắng quá anh, bây giờ lỡ mình ăn cơm trước kẽn vậy rồi sợ. Mày phải đi quá, ăn cơm trước kẽn cái gì, cơm trước kẽn. Bây giờ tao đã muốn là gạo nấu thành cơm rồi, ai mà không chịu, mày điên hả? Lỡ em gái anh Hậu nghe mà sao? Cái gì ba, mày điên quá, gạo đã nấu thành cơm rồi, tao không nói nữa. Mọi thứ mày tự mày lo liệu, nếu không có mày, tao nói rồi nha, gạo phải nấu thành cơm nha. Nhưng mà bây giờ phải làm sao anh? Bây giờ mình vô đó, mình ra đây. Quyết định vì tình yêu của mình. Tía ơi, tía gì vậy con? Tía ơi, qua đây. Đợi tía chút. Qua đây với con tía xíu. Gì vậy con? Qua đây. Từ nha. Ủa, có cái gì hai chồng mà phải ra tới ngoài này tìm tía lận? Hãy trọng lắm. Nhanh. Cái gì ai nữa? Rồi con coi đi được ký ký cho con kìa. Ký cái gì? Lẹ. Cái giấy này, ủa sao mày lấy ra đây kia đây? Cái này đi, coi đi. Đó. Giấy chuyển quyền sử dụng đất. Đúng rồi. Tôi tên Quỳnh Sáu, chuyển toàn bộ tài sản hiện có cho con trai tôi là Quỳnh Mừng. Cái gì vậy? Cái tờ này đâu ra vậy? Ai bài đã hiệu này? Tao chưa có chết mà, chuyển quyền cái gì? Cái gì tía? Cái này tía nói với con mà, tía quên hả? Tía nói cái gì mà quên chứ nhớ? Tía nói là chừng nào Út lấy chồng là tía chuyển hết quyền sử dụng cho con. Tài sản cho con. Ví dụ như tía có nói câu đó thì vợ con lượt nó đâu, lấy chồng đâu là chuyển cho bay. Lấy liền bây giờ làm sao? Nó lấy chồng rồi. Lấy cái gì hồi nào? Mới đây. Là sao tao là cha nó chú rượu mà sao là lấy chồng là như thế nào tao không biết gì hết. Trời ơi, không biết gì hết. Con có cách của con, bài đã hết trơn rồi. Con bài cái gì? Là giống như là bây giờ nha, con cho tụi nó uống rượu. Cái hai đứa uống rượu xong cái con đẩy vô phòng. Bây giờ là chắc là mà với ai? Với Phi bạn con á. Mày nói dốc vừa phải, không nói dốc không có căn. Con Út Luận nó ghét cái thằng ôn dịch đó như là ghét cay ghét đắng. Mày nghĩ sao mà nó chịu con nhỏ đó mà thằng đó mà làm chồng làm vợ? Ghét cái gì thì con kêu đứa hai đứa nó vô ngồi với nhau. Con cho nó ai uống rượu con cũng uống xỉn xong con đẩy vô phòng cái là giờ chắc xong rồi. Rồi mày cho em gái bay uống rượu rồi chung với phòng thằng con trai. Con đẩy vô luôn. Mày đưa mèo vô mày mỏng mày. Tao đập mày. Ai đi. Ngứa rồi. Cái gì vậy? Tỉnh đi, cái gì thôi đừng có quýnh. Con sao rồi con? Đừng có quýnh không? Không cái gì tự nhiên đến không à. Con không biết gì hết trơn đâu. Mày cảm ơn tao đúng không? Sắp phải đâu. Bạn không có ha? Đúng rồi, bạn tao. Sao mà con sao rồi? Chứ cầm gì hết tía? Đây nè, nó kêu cái chuyện quyền cho sử dụng cái đất cho nó nè. Đâu con mượn đi. À, anh làm cái tờ giấy tay này đây ha. Ừ, xong đó đó đó. Ê, ê, cái gì vậy con? Mày điên hả mày? Anh làm cái gì vậy? Làm anh mày làm chứ làm gì? Anh đừng có tưởng tôi không biết nghe. Biết cái gì? Anh bài ra mấy cái trò đó hả? Hả? Anh dụ dỗ tôi lấy thằng kia để mà anh lấy cái tài sản của tía đúng không? Hả? Tía không có đưa cho anh đâu. Đồ cái thứ con trời đánh, phá làng, phá xóm. Ê, mày... định lấy tài sản của tía hả? Mày không hổn với tao đâu mày. À. Nhưng mà tía hứa với tao à. Không được. Tía rất là mừng khi con bình thường, con còn nguyên để tía nói chuyện. Trời ơi, đâu có dễ ăn hiếp được con tía. Tía tiền bổ lại, tía tiền bổ lại nói lại lại. Dâu chốt rồi nó có lấy chồng, nó đẻ chục đứa con đi chăng nữa, mày cũng không có được một miếng đất tự nhiên, mày nhớ rõ cho tao. Cái gì vậy? Tao thiêu con ơi. Dẫu gì thì bay cũng là con trai của tía. Được rồi. Đúng rồi. Tía sẽ sửa di chúc bằng cách đây có 2 mét vuông chiều sâu thoải mái. Cái gì vậy? Con yêu hứa với con rồi đã rồi. Bây giờ thằng bạn tao đâu? Thằng bạn tao đâu? Mày á, mày đừng có chạy thoát. Mày cũng gạo nấu thành cơm rồi. Mày á, gạo nấu. Mày coi nè. Cái gì á? Rồi em gái của mày nó đánh tao rồi nó quái đầu tao không vậy? Nó lên chỗ tao không vậy? Đánh tao bầm bài gì nè, mày coi đó. Nè, tôi nói anh nghe, anh còn non lắm. Tính dụ dỗ tôi đặng hùng hạp với nhau lấy tài sản của tía tôi hả? Không có đâu nghe, đi chưa? Bây giờ anh đứng đây một hồi tôi suốt anh một cái nữa là anh mất giống á.